Rồi sale lại cho anh em luôn nè anh em ơi. Lên cho anh em cục máy cúp 8650 mã đầu E24, máy đã xe kho Honda xe băng nội địa Nhật về. Máy này máy 86 lửa đầu chùa nha anh em. Đó, nay lại rồi mình sale nhanh cho anh em nè. Mình bán cho anh em cái máy này giá là 2.999.000. Đó. 2.999. Bao giá cho anh em luôn, giá lễ nha anh em ơi. Tình trạng là máy nguyên zin nè, đầu nồi chưa rớt nè, máy bao sóng bao nổ cho anh em ha. Máy đã xe kho Honda xe băng nội địa Nhật về, chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Đó. Bình thường bán mấy cái máy này anh em biết giá là trên 37-38 mà. Nay lễ bán cho anh em giá rẻ về xài. Rồi mình bán nguyên cái cục máy cúp 8650 mã đầu E24 này, giá sale lễ 2.999.000. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Không bao giờ anh em mua được cái giá máy cúp 86 lửa đầu chùa như này mà giá chỉ có 2.999.000 đâu. Lỡ giờ em bán kiếm tiền uống cà phê thôi anh em ơi. Đó. Bao zin bao đẹp, bao anh em thầy thợ test. Đó.